thấy các bạn đã thấy rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ làm một chuồng bạch để thử nghiệm cái cung đường chạy 21 tầng lầu nó mất thời gian bao nhiêu. Các bạn biết không, đây cái thời gian mà tôi chạy thì 21 tầng lầu nó có 119 cầu thang, tổng thời gian là chỉ có 2 phút 36 giây 59. Vâng. À, vâng, xin chào các bạn. Thì như các bạn đã biết rồi đấy, vừa rồi tôi vừa mới chinh phục 21 tầng lầu chỉ trong vòng đâu đó khoảng chừng 2 phút 37 giây. Vâng, thì đó là một cái cự ly mà cũng như là một cái kỷ lục mới tôi vừa thiết lập thêm cho bản thân mình. Vâng, nhưng mà để có thể hoàn thành cái cự ly là 21 tầng lầu với cái thời gian ngắn như vậy thì mình phải có một cái quá trình luyện tập. Đó, thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những cái bước mình luyện tập. Tức là trước khi mà các bạn tham gia các giải rơi, các giải thi đấu á, thì các bạn cần phải là, thứ nhất là mình phải chuẩn bị mình khởi động thật là kỹ. Đó, các cơ khớp, gối, tay chân, và đặc biệt đó, trong khi luyện tập đó thì các bạn phải luyện tập một số những cái bài tập về interval để mình luyện tập cái nhịp tim, mình làm cho cái nhịp tim của mình nó quen dần với cái tình trạng luyện tập hay là thi đấu vận động cái cường độ cao như vậy. Đó, thì cái lời khuyên của tôi để leo một số những cái tầng lầu như vậy á, thì chỉ cần một ngày bạn dành ra từ 5 đến 10 phút để mình tập squat. Có thể là mình để tay sau cũng được, nhưng mà bạn chỉ cần squat này, đó, đâu đó khoảng chừng 100 lần, đó, hoặc là 5 đến 10 phút liên tục mỗi một ngày. Đó, thì nếu như bạn duy trì đều như vậy thì nhịp tim của bạn cũng được đẩy lên cao. Đó, và đặc biệt đó là cái khớp gối của mình á, nó được quen dần đều với lại cái cường độ luyện tập như vậy á. Đó, thì các bạn biết rồi, cái cơ khớp gối này á, ngoài cái việc luyện tập các bạn có một cái sức khỏe dẻo dai ra thì gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn. Vâng, đó, và chia sẻ thêm về dinh dưỡng nữa. Thì khi mà các bạn luyện tập như này á, thì nó sẽ tiêu thụ một lượng kilo calo nhất định. Đó, thì để bổ sung vào cái kilo calo đã thiếu hụt đi thì các bạn nên dùng một số những cái sản phẩm thực phẩm về hữu cơ nhiều hơn. Đó, rồi các bạn có thể search trên Google á, là thực phẩm kiềm và thực phẩm axit. Đó, thì những cái thực phẩm mà có tính kiềm á, thì nó sẽ hỗ trợ sức khỏe vận động tốt hơn là các thực phẩm axit. Đó, và thêm nữa là khi mà cái cơ thể của chúng ta là bao gồm là 65% là nước. Đó, thì khi mà các vận động á, các bạn vận động thì ngoài cái vấn đề mà nước mình đi tiểu này, nước mất đi dưới da đó, thì các bạn cần phải bù nước vào rất là nhiều. Đó, thì như các vận động viên á, thì mỗi một giải thi đấu á, thì họ sẽ thường cân đó, trước cái giải thi đấu và sau đó họ sẽ cân, và khi mà cái lượng nước mất đi bao nhiêu thì họ sẽ phải bù vào đâu đó khoảng chừng 1.2 đến 1.5 lần cái lượng nước đã mất đi. Đó, còn lời khuyên của tôi đối với các bạn thì mọi người khi mà luyện tập á, thì họ thường dùng rất là nhiều các loại nước khác nhau. Đó, nhưng mà lời khuyên của tôi thì các bạn chỉ nên dùng các loại nước điện giải chuyên dùng cho thể thao, hoặc là ít nhất là nước nước khoáng. Đó, như các bạn biết rồi, một số loại nước lọc tinh khiết á, thì họ lọc qua cái công nghệ RO thì nó sẽ mất đi nhất một số lượng khoáng nhất định. Đó, và như tôi thời gian gần đây thì tôi có biết thêm được một loại nước pi. Đó, thì loại nước pi này nó biến phân ra, chia ra cái tỷ lệ, tức là nano phần trăm rất là nhỏ cái kích thước của cái hạt nước, để nó có thể thẩm thấu qua màng tế bào nhanh hơn, để nó bù nước cho các bạn nhanh hơn. Các bạn thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một vài cái động tác khởi động trước mỗi một giải đây. Ví dụ như là thời gian tới này các bạn sẽ thi đấu một leo dọc tòa nhà, chạy dọc tòa nhà, thì các bạn cần một số những động tác khởi động mà các bạn nên khởi động kỹ. Thì khi mà mình vận động cái cường độ cao như vậy á, thì nó sẽ không tạo ra những cái chấn thương không muốn. Vâng, thì để bắt đầu leo dọc tòa nhà thì các bạn hãy khởi động các cái cơ khớp của mình. Đó, các bạn khởi động càng kỹ càng tốt. Đó, cái thời gian mà mình khởi động càng lâu hơn thì càng tốt. Đó, thì sẽ xoay các cơ khớp như này á, để cho nó làm quen dần với lại các vận động. Đó, để không bị kéo căng cơ và không bị tình trạng đi rút khi mà mình vận động cường độ cao. Đó, đó là động tác thứ nhất. Đó, động tác thứ hai là mình xoay. Đó, và mình kết hợp xoay cái vòng vai này này, và mình xoay vòng vai trong thì còn tay vẫn giữ nguyên. Đó, không xoay tròn này. Đó, còn xoay ngược lại. Đó, thì thời gian và xoay này mỗi một lần các bạn xoay đâu đó khoảng 20 lần. Đó, và sau đó thì xoay ngược lại. Rồi, tới bắt đầu cơ khớp gối, các bạn cũng làm đúng như vậy luôn. Đó,
xoay quanh từ 15 đến 20 lần nha, mỗi bên. Đó. Các bạn xoay càng kín càng tốt, phải càng kín càng tốt. Đó. Rồi sau đó thì đến cái phần mà kéo căng giãn cơ. Đó. Là cái phần nhóm cơ bên đây thì các bạn có thể kéo tay này, các bạn kéo căng qua. Đó. Và mình giữ đến 1.5 hoặc 1.10, các bạn quay cũng đó. Đây, đó, mỗi một bên mình kéo căng cơ lên rồi. Các cơ của mình có thể kéo căng ra. Đó. Khi các bạn vận động cường độ cao thì các có cơ thì mình sẽ được kéo căng ra. Đó, và nó sẽ không bị chèn ép khi mà mình vận động mạnh nữa. Rồi đến cái cơ trước đùi này thì các bạn sẽ kéo như này. Đó. Đó. Các bạn kéo giãn ra, kéo mạnh tay lên. Đó, để cái cơ này sẽ căng ra. Đó, cả phía trước đùi vào phía trước cẳng chân. Đó. Rồi, các bạn sẽ đổi bên và làm ngược lại giống như bên này. Đó. Rồi đến cái phần cơ bắp sau á thì các bạn nên kiếm một cái vị trí nào đấy, các bạn để chân vào này. Đó. Rồi. Các bạn để xong phần này rồi các bạn bắt đầu các bạn ép cái cơ thể vào. Đó. Thì lúc này khi mà các bạn càng ép sâu vào á thì cái phần bó cơ phía sau này, đặc biệt là cái bắp chuối dưới này á, nó sẽ kéo giãn ra rất là nhiều. Đó. Thì nó sẽ làm cho cái khí huyết của mình sẽ lưu thông và cái cơ bắp của mình á nó giãn sẵn như vậy rồi á, vận động cường độ cao không bị sụt rút nữa. Đó. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái thao tác, ví dụ như các bạn vươn vai lên đây đó, còn các bạn uốn kéo căng với lại còn bên này đó, và giữ nguyên đó thì dây chằng ở bên này nó sẽ được kéo ra rất là căng đó. Và làm ngược lại đối với bên này đó, kéo ra đó, kéo càng ép người xuống càng sâu thì cái bó cơ này càng kéo căng ra nữa. Rồi, đó là một số những cái động tác còn. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.